khó khăn nhất thì không được cứu trợ. Dân Sài Gòn bèn treo băng rôn phản ánh, chưa nhận được bất kỳ một đồng tiền hỗ trợ nào trong cả 3 đợt. Lao động tỉnh lẻ tại miền Nam khó khăn thiếu thốn chẳng kém dân miền Trung mùa lũ, mà chẳng thấy bóng dáng nghệ sĩ làm từ thiện đâu. Kính thưa quý vị, làm từ thiện thế nào cho nhanh, kịp thời, chính xác và minh bạch đang là bài toán đang rất cần lời giải. Vào đúng thời điểm này năm ngoái, hình ảnh Thủy Tiên dầm mưa dãi nắng, treo thuyền vượt lũ để đi phát tiền và nhu yếu phẩm trợ giúp người dân miền Trung đã cảm động hàng triệu người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên đến nay, Thủy Tiên cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành lại đang bị chất vấn về tính minh bạch trong thu chi. Điều này cho thấy cụm từ làm từ thiện nghe vậy mà lại không dễ. Ngay trong đợt dịch hiện nay, tính đến chiều qua ngày 13 tháng 10, hàng chục ngàn hộ dân tại phường Tân Tạo, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được bất kỳ một đồng tiền hỗ trợ nào. Mặc dù đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng vẫn không được giải quyết, không còn cách nào khác, họ đành treo một băng rôn ngoài hẻm với nội dung tiền hỗ trợ đợt 1, đợt 2, đợt 3 chưa nhận được đồng nào. Giải thích cho tình trạng này, trưa ngày 14 tháng 10, lãnh đạo phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết áp lực công việc quá lớn nên nhiều tổ trưởng, trưởng khu phố, bí thư chi bộ nộp đơn xin nghỉ việc. Nhiều vị tổ trưởng còn treo bảng trước cửa nhà với nội dung tôi không còn làm tổ trưởng dân phố nữa, anh em không biết thứ bảy chủ nhật là gì, có khi làm cả ban đêm, không dám ngủ vì sợ không kịp tiến độ và áp lực từ người dân quá lớn. Có lẽ lời giải thích này đã không thuyết phục được người dân phường Tân Tạo, bởi trong số khoảng 73.000 người được hỗ trợ thì đến nay phường Tân Tạo mới giải ngân được có 5%, tức là còn tới 95% số người chưa nhận được tiền hỗ trợ. Lúc người dân khó khăn nhất là lúc họ cần được hỗ trợ nhất, nhưng thời điểm đó đã qua, nhiều lao động vì quá khó khăn không trụ lại nổi đành phải từ bỏ Sài Gòn hoa mộng để về quê. Vậy nên nhiều nghệ sĩ làm từ thiện đã chia sẻ rằng làm từ thiện nói vậy mà không hề dễ, làm sao cho vừa nhanh vừa chính xác lại vừa đảm bảo tính minh bạch. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, MC Quyền Linh, người đã làm từ thiện cả trong đợt lũ miền Trung năm 2020, cả trong đợt dịch vừa qua tại Sài Gòn cho biết lúc thấy người dân khó khăn lòng tôi đau lắm, tôi quyết định mở tài khoản kêu gọi 10 phút thì được 2 tỷ đồng, tôi không nghĩ lại được nhiều đến thế. Sau đó tôi tức tốc đóng tài khoản và lên đường đi cứu trợ vì nghĩ rằng tiền nhiều quá thì không làm xuể. Tuy nhiên kêu gọi được 2 tỷ nhưng khi trao xong số tiền lên đến 5 tỷ đồng. Quyền Linh cho biết trong suốt hơn 20 năm làm từ thiện, đây là lần duy nhất anh kêu gọi quyên góp. Anh nói rằng sức nhiều làm nhiều chứ không đứng ra quyên góp, tức là sức lực và tài chính của mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu chứ không muốn kêu gọi quyên góp từ các nguồn khác. Mới đây ca sĩ Thủy Tiên cũng đã đưa ra tuyên bố giống như vậy. Cô nói rằng vẫn sẽ làm từ thiện trong khả năng của mình chứ không kêu gọi quyên góp nữa. Tuy nhiên hiện nay ca sĩ này vẫn đang phải chịu áp lực không nhỏ từ dư luận, cộng thêm việc cơ quan chức năng quyết định vào cuộc rà soát tài khoản ngân hàng cả trong và ngoài nước của cô cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Trấn Thành. Có thể thấy đợt dịch vừa qua đã làm lộ ra nhiều bất cập trong việc làm từ thiện. Lúc người dân khó khăn nhất thì không nhận được cứu trợ, bóng dáng các nghệ sĩ làm từ thiện cũng không thấy bao nhiêu người, trong khi người làm không xuể. MC Quyền Linh chia sẻ: tôi đi hơn 2 tháng ròng rã như thế, tôi đi không hết vì thành phố có quá nhiều chỗ bị cách ly, thôi thì cứ làm hết sức mình, không biết bao nhiêu chuyến xe, không biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, mình chỉ biết làm thật tốt trong khả năng của mình, chừng nào mệt thì thôi. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.